Xin chào mọi người, con là Nhật, con đến từ trường trung học cơ sở Hoàng Mai và sản phẩm của con là có tên là chatbot thì nó có thể trả lời các câu hỏi mà con đặt ra. Con có thể không cần nhấn nút xem mà con hoàn toàn có thể nhấn enter trên bàn phím. Con có thể nhấn Enter thay vì là phải nhấn vào nút send để gửi. Và con sẽ... Sorry, I don't understand that. You can call me chatbot. Còn nếu mà mình hỏi về giới tính thì I nó am sẽ the trả robot, lời so I do là not have a gender. nó là robot nên nó không có về mặt giới tính. Và 13 years old. nó còn có thể nói về thời gian. It's 2240. Này. It's Saturday. Còn nếu mà mình khen nó thì nó sẽ Thank you. cảm ơn, và còn nếu mà mình nói những từ mà không phù hợp thì Sorry, nó sẽ I can't bảo engage in là impolite or inappropriate conversation. làm nó không trả lời nếu mà mình nói những từ không lịch sự. Nó cũng có thể mở ra những trang web như là YouTube. Okay. Sorry, I don't understand that. Sorry, I don't understand that. Facebook của con là Sorry, nó I có don't dấu cách understand ở that. đằng sau nhé. Con nhìn tất cả những trang web con có dấu cách mà con gõ, Con nó không có dấu cách. cắt. Sorry, I don't understand that. Đó. Nó vẫn sorry đấy kia. Facebook. Và intech.lower. Chấm lower thì nó không phân biệt chữ lai chữ thường nữa rồi. Sao lại không được? Tất cả các trang đều không được luôn à? Sorry, I don't understand that. Con đang không hiểu mà cái này à? Tất cả cả mấy web đều không được á? À? Được mỗi YouTube à? Sorry, I don't understand that. Rất nhiều web ở đây mở được web YouTube rồi mà mấy web sau lại không được à? Bỏ hết những dấu cách cho cô xem, mở lại thằng Twitter xem nào. Có hẳn cái chữ Facebook ở bên này đặt vào câu hỏi của xem nào. Sorry, I don't understand that. Nó vẫn không hiểu. Thử thằng Twitter hay Instagram ở trên ra. Don't understand that. Gần đây không bắt được cái nào à? Con đưa tơ tách. Để ra nó phải đẩy nghe ok cái chứ nhỉ? Được mỗi cái Facebook đầu tiên này. YouTube đầu tiên. Đóng đi sau mở một web bất kỳ khác có xem nào. Đóng vừa rồi chat lại. Sao chạy lại. Meet you again. Mở web mới xem. Sorry, I don't understand that. Không hiểu Facebook luôn. Sao thằng YouTube nó lại hiểu? Bây giờ gõ lại thằng YouTube xem nào. Okay. Gõ lại thằng Facebook lại xem. Sorry.
Hình như nó có dòng đấy, phải gõ Facebook ở dòng trên, nhưng lúc nãy là con gõ dòng thứ hai. I don't understand that. Gõ dòng một vẫn không được à? Đẩy con trỏ lên đi, lên dòng trên nữa. Gõ lại Facebook xem nào. Sao lại lạ thế? Sorry, I don't understand Quay lại hỏi lại giờ phút giây xem. Sorry, I don't understand Đến. that. It's Saturday. It's 22:45. À, vẫn được. Có nghĩa con trỏ đứng ở đâu cũng được thôi. Không, chứ không phải mấy câu đấy. Computer text. Computer text. Mở, thử mở cái TikTok ra xem là nó mở được không? Hay là Wikipedia cái xem nào? I don't understand that. Hay cái đường cop Wikipedia ở bên đấy, paste sang rồi. Understand that. Tất cả những web đằng sau không được. Được mỗi thằng YouTube à? Google Translate không à? Nó được cái web đầu, web sau lại lỗi lạ nhỉ. Cô đang chưa nhìn thấy lỗi đâu, không hề báo lỗi gì cả, nó lại lại nhận cái đáp án sorry I don't understand. Kéo lên trên cùng có xem là như thế nào thì nó hiện mặc định là computer đấy. Sang hạt main của con cô xem nào. Mê nào. Phải main bên này xem nào. Kéo lên trên có xem nào. Computer cái hàm respond đâu? Ở đây computer respond đây à? Bỏ cái hàm strip của xem nào. Sao cần strip ở dòng 18 này. Hay cho cái đấy vào mà nó bị ảnh hưởng. Con strip thì nó sẽ không phân biệt ở dòng đầu dòng cuối. Nice to meet you again. Nhưng mà nếu mà như thế này thì bắt buộc phải gõ ở dòng đầu. Nào gõ lại YouTube, à quên, Facebook xem nào. Understand. Không được, lỗi ở đâu rồi, không thời gian để fix. Không ra tìm, thử tìm sau thử tìm xem nhá, xem là lỗi ở đâu rồi. Các bạn ơi, thôi cô xin nhận xét luôn cái bài của Minh Nhật. Thứ nhất là về kỹ năng thuyết trình thì bạn nói còn có vẻ như là vẫn còn hơi nhút nhát, cần tự tin hơn nữa nhé. Thì mình sẽ nói to và rõ hơn một chút. Thứ hai là về chương trình thì các bạn thấy giao diện của bạn thì nhìn chung là bạn dùng tông nó cũng hơi hơi tối nhưng mà vẫn còn đọc được. Giao diện thì cũng có sử dụng cái phần màu sắc rồi, có sự sáng tạo ở trong cái phần chỉnh giao diện. Còn về chương trình thì bạn ấy có một cái chức năng rất hay và chưa bạn nào làm được, đó là bạn ấy không cần dê chuột nhấn nút send để gửi mà bạn chỉ cần enter thôi, tức là bạn đã lập trình để khi enter một cái là câu hỏi up lên rồi. Đấy là một cái phần code mà cô thấy là sáng tạo, rất là sáng tạo của bạn ấy. Ngoài ra bộ câu hỏi của bạn rất đa dạng nhá, chẳng qua là đang thấy có một cái lỗi là mở, nó chỉ mở được cái web đầu tiên thôi. Từ web thứ hai nó lại bị lỗi, chỉ lỗi mỗi phần đấy, còn lại tất cả câu hỏi khác của bạn thì ok, không vấn đề gì. Về nút Cleon thì bạn cũng đã xử lý được, xóa từ dòng 2, có lưu được lịch sử rồi, có thực hiện được cái việc đó là văn bản khi nhấn nút chạy chương trình thì máy có, con bot có đưa ra một cái lời chào, thì phần chuyển đổi văn bản thành giọng nói của bạn ok, không vấn đề gì.
nên là bạn có một chức năng rất sáng tạo, chức năng đấy thì cũng phải chúng ta phải cốt đấy, nên là cái phần của Minh Nhật, bài của Minh Nhật thì cô đánh giá khá là cao, sáng tạo hơn so với bài của các bạn khá nhiều, cái chức năng nó rất là hay. Rồi cô chúc mừng Minh Nhật nhé, đã báo cáo thành công cái sản phẩm này, sản phẩm của bạn rất tốt đấy. Chỉ có lỗi mỗi cái chỗ mấy mở mấy cái web thôi là tự nhiên không hiểu sao nó đang cậu đang chưa phát hiện ra lỗi, tại sao nó không mở được, thử hết các cách rồi chưa 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 tìm ra, chắc phải có thời gian đấy Nhật thử nghiên cứu xem nhé, lỗi ở đâu. Rồi chúc mừng Minh Nhật.